chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Cuộc chạm trán tại Cai Lậy Tiền Giang giữa quân khu chính và lực lượng nhân dân công lý đang làm trao đảo dư luận tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, Cuộc chạm trán khốc liệt giữa lực lượng nhân danh công lý và lực lượng quân đội quân khu chính diễn ra tại khu vực Cai Lậy, Tiền Giang làm náo động cả một khu vực rộng lớn và gây xôn xao dư luận. Diễn biến của trận chạm trán với quy mô lớn nhất từ trước tới nay giữa hai bên ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự cập nhật hôm nay. Thưa quý vị, thời gian dài qua, hai lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và nhân dân công lý thường làm cho giới lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Bộ Quốc phòng phải mất ăn mất ngủ bởi hoạt động của những lực lượng này hầu như trải dài nhiều khu vực trong cả nước từ biên giới Campuchia đến cao nguyên cho đến các địa điểm hiểm trở thuộc các tỉnh ở khu vực miền Tây như Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Tiền Giang, vân vân. Trong một diễn biến có liên quan, theo các nguồn tin quân sự của cả hai bên mà chúng tôi thu thập được, mấy ngày qua, Phía lực lượng quân khu chính đã mở cuộc hành quân mang tên Bước chân thần tốc nhằm truy quét và đánh vào xào huyệt của lực lượng nhân danh công lý tại khu vực huyện Ca Lại Tiền Giang. Được biết, cuộc hành quân dựa theo tin tình báo của quân khu chính, theo đó trung đoàn 5 của lực lượng nhân danh công lý do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn có trang bị vũ khí nặng đã có mặt trong vùng. Sau khi cho trinh sát do thám Bộ tư lệnh quân khu 9 đã bật đèn xanh cho sư đoàn 7 bộ binh mở cuộc hành quân bao vây trước đó một ngày. Lực lượng gồm nhiều tiểu đoàn chính quy, tuy nhiên lực lượng này đã bị cầm chân và không rút được, phi cơ cũng không can thiệp được vì gừng cây dày đặc. Phía ngoài, tại cửa sông lớn đi vào, lực lượng nhân danh công lý do Trung tá Trần Đức Hậu chỉ huy đã bố trí một số súng lớn để diệt tàu hải quân của Cộng sản. Sau này, khi đụng độ mới biết, số súng này được lực lượng nhân danh công lý, ngụy trang và bất động để đánh lừa phía lực lượng quân khu chính. Do đó, Sư đoàn 7 yêu cầu Hải quân Cộng sản mở cuộc hành quân phối hợp thăm dò tiếp theo để có thể can thiệp cho kế hoạch rút quân và để tiêm kích anh tạc. Giang đoàn 21 xung phong và 27 xung phong do Hải quân Đại úy Trần Văn Triết chỉ huy. Mở cuộc hành quân thay cho Hải quân Thiếu tá Huỳnh Huy Thiệp. Đi họp ở Cần Thơ, đoàn tàu lúc này đi tới vùng hành quân khoảng 2 giờ chiều. Tất cả nằm ngoài sông lớn, một toán lính Hải quân Cộng sản được chỉ định đi vào kinh nhỏ bắt liên lạc với bộ binh. Toán này do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức chỉ huy. Họ tiến sâu vào trong kinh và bắt liên lạc trực tiếp với lực lượng trên bờ tại xã Xuân Sơn. Thuyền trưởng Đức báo cáo ra ngoài cho Đại úy Triết biết. Đại úy Triết bèn cho một gian thuyền hộ tống đi vào và toán của Đức lúc này tiến ra yểm trợ. Tất cả đều yên lặng, không có cục chạm xuống nào nhưng không khí căng thẳng vì với kinh nghiệm cho biết. Theo lời kể lại của Thiếu úy Đức thuộc lực lượng quân khu chính là địch sẽ đánh vào. Lúc trở ra, thông thường bất cứ cuộc hành quân nào vào sông gạch sẽ rất nguy hiểm Và bất cứ cuộc hành quân vào sông gạch nào lúc vào không nguy hiểm bằng lúc trở ra Do vậy thường tránh đi về cùng một đường nhưng trường hợp này không áp dụng được vì độc đạo Khi quay trở ra tiếp tay được với toán đại ủy triết Đức đã nằm lại giữ an ninh thủy trình và đại úy triết cho ba gian đỉnh tiến sau vào tiếp giáp với bộ binh trên bờ khi hải quân gặp bộ binh, lực lượng nhân dân công lý không kèm chân bộ binh nữa vì sợ hải quân phản công. Khoảng 4 giờ chiều, một máy bay của lực lượng không quân, quân khu chính quan sát cho biết một tàu hải quân bị lực lượng nhân dân công lý tấn công và cháy phía ngoài đầu kinh. Đại úy Triết liên lạc với Trung úy bảo không được và chỉ thị toán của Thiếu úy Đức ra tiếp cứu. Khi gần tới tàu, Trung úy bảo thì tàu của Đức bị tấn công bằng đủ mọi loại súng nặng. Chiếc tàu của Trung úy Bảo là mục tiêu đầu tiên của lực lượng nhân danh công lý khai hỏa. Bảo bị thương nặng. Tàu bốc cháy và chìm. Đức lúc này cho lệnh ba chiến đỉnh ủi thẳng vô bờ phản công. Lực lượng nhân danh công lý đã xuất hiện với quân phục các cây xanh, nón sắt rất đông. Họ đã mở cuộc tấn công với mục đích cướp tàu nhưng không thể nào tiến tới gần tàu được cuộc giao tranh rất khốc liệt đã diễn ra. Toán Giang Định của Đại Úy Triết tiến trở ra bị ngay phía đối phương hai bên bờ bắn tỉa làm Thiếu Úy Hiền và Đại Úy Tấn của Sư đoàn 7 quân khu chính tử thương. Đại Úy Triết bèn ra lệnh cho tất cả rút ra ngoài sông lớn nhưng Toán của Thiếu Úy Đức vẫn nằm ly ở lại vì đang đối đầu quyết liệt với lực lượng nhân danh công lý. Phía quân Cộng sản đã tận dụng hỏa lực 40 ly, 20 ly, đại liên 50, B40, B41 khiến các thành viên của lực lượng nhân danh công lý không thể tiến lên được vì họ phải gục xuống sau những tiếng hô đồng nhất xung phong. Lúc này, khẩu đại liên 30 bên trái ngừng nhả đàn. Thiếu úy Đức quay qua sờ so thấy đầu trung sĩ đang gục xuống, anh đã hy sinh. Đức được lệnh đại úy triết phải rút ra ngoài. Anh báo cáo tình hình và cho biết tàu bị trúng rất nhiều đạn súng lớn trong đó có một lỗ bị thủng lớn, nếu rút ra sẽ bị chìm. Về nhân viên, có trung sĩ đang hy sinh, thuyền phó thức thì bị thương nặng ở chân. Một phóng viên báo quân đội nhân dân bị một viên đạn vô ngực. Anh ta rất tỉnh nhưng báo sự nguy hiểm sẽ đến với ông ta. Vài phút sau thì anh ta cũng ra đi. Số còn lại tất cả đều bị thương nhưng vẫn còn chiến đấu hữu hiệu họ đã phải tận lực mới đẩy lui được những đợt tấn công cướp tàu của lực lượng nhân dân công lý. Khoảng 11 giờ đêm, tiếng súng thư dần, thiếu ý đức yêu cầu đại úy triết cho vô tiếp cứu nhưng vô hiệu. Họ thời điểm này có khoảng 9 người và đã chuẩn bị tất cả vũ khí cá nhân, lụ đạn để nếu tàu bị chìm không ở lại tàu được thì sáng hôm sau sẽ tìm đường bộ về cái bè. Được biết, con gạch ba gài bắt nguồn từ quận lỵ cái bè và trên 10 cây số chảy ra sông cửa tiểu theo hướng bắc nam lòng rạch hẹp nơi rộng nhất ở ngã ba ba rài cửa tiểu hai bên bờ rạch không quá 100 trăm con rạch cắt một góc chéo 25 độ rồi uống khúc tạo thành một dôi đất bề ngang dôi đất không quá 600 trăm vì thế từ cửa rạch không thể nhìn thấy phía trong hai bên bờ cây rậm rạp những hàng dừa đứng chen nhau như thành. Suốt cả chiều dài của bờ gạch như thế nên cuộc đụng độ giữa một đơn vị chủ lực của lực lượng nhân dân công lý với các đơn vị của sư đoàn 7, bộ binh, quân khu chính. Hai bên cứ cầm chân nhau, không bên nào tiến lui được. Hai bên đều nhìn thấy nhau, chỉ cách mấy hàng dừa. Quá gần cho nên không thể gọi pháo binh tác xa. Quá rậm nên không có chỗ để trực thăng đổ quân tiếp viện. Vì thế, sư đoàn 7 quân khu 9 đã trông cậy vào hải quân. Giang đoàn 21 và 27 xung phong. Giang đoàn 21 là một đơn vị kỳ cụ, nhân viên và sông nước quen nhau và cả hai bên quần thảo nhau nhiều giờ sau đó. Diễn biến tiếp theo của cuộc chạm trán khốc liệt này ra sao giữa hai bên, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến liên quan thống nhất cho Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi. Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất cho ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân. Sáng ngày 8 tháng 4, một nguồn tin cho biết Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất thực hiện các quy trình thủ tục cho ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế nghỉ hưu sớm. Trước đó, vì lý do sức khỏe, ông Hùng có báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa vì nguyện vọng cá nhân xin được nghỉ hưu trước tuổi. Trong thời gian chờ đợi nghỉ hưu theo chế độ, ông Hùng được nghỉ việc từ ngày mùng 1 tháng 4 để đi chữa bệnh. Hiện ông Hùng đã bàn giao mọi công việc điều hành cho ông Nguyễn Bá Cẩn, phó giám đốc sở y tế. Trước đó, như báo điện tử dân trí đưa tin, ông Trịnh Hữu Hùng, giám đốc sở y tế tỉnh Thanh Hóa, xin nghỉ việc dài ngày để đi chữa bệnh. Ông Trịnh Hữu Hùng, 58 tuổi, quê quán huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ông là tiến sĩ y khoa, thầy thuốc nhân dân, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế từ tháng 12 năm 2015. Tháng 12 năm 2022, ông Hùng từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo quy định, đến tháng 9 năm 2026, ông Trịnh Hữu Hùng mới đủ tuổi nghỉ hưu. Như vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục theo trình tự, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa sẽ nghỉ hưu trước tuổi hơn 3 năm. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Nghị sĩ Mỹ cam kết hỗ trợ huấn luyện lực lượng vũ trang Đài Loan. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Matthew em khâu đưa ra đề xuất tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa hòn đảo và đại lục leo thang. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi cam kết sẽ phê chuẩn mọi hợp đồng bán thiết bị quân sự, bao gồm cả vũ khí cho Đài Loan. Chúng tôi đang làm tất cả để đẩy nhanh việc phê chuẩn và gửi các vũ khí cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Machi Macau nói trong cuộc gặp giữa phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc hôm ngày 8 tháng 4. Hạ nghị sĩ cũng đề xuất huấn luyện cho lực lượng vũ trang Đài Loan nhằm đối phó với căng thẳng khu vực đang leo thang. Chúng tôi sẽ huấn luyện quân sự cho các bạn. Việc huấn luyện này không nhằm mục đích chiến tranh mà nhằm mục đích hòa bình. Thể hiện sự yếu đuối sẽ chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng và xung đột ngược lại thể hiện sức mạnh sẽ mang lại sự răng đe và thúc đẩy hòa bình, hạ sĩ Mỹ nói thêm. Trước đó, hôm ngày 13 tháng 3, một báo cáo của lực lượng phòng vệ Đài Loan cho thấy hòn đảo này sẽ tăng cường mua sắm thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đề phòng tình huống bị phong tỏa toàn diện. Trong báo cáo trên, cơ quan phòng vệ Đài Loan tiết lộ sẽ khẩn trương bổ sung kho đạn pháo và tên lửa cũng như các linh kiện và bộ phận thay thế cho chiến đấu cơ F-16 để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vào đầu tháng 3, Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 619 triệu USD nhằm bán khoảng 300 tên lửa cho Đài Loan. Thương vụ này đã bị phía Trung Quốc phản đối mạnh mẽ. Tuyên bố của ông Macau được đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận lớn tại eo biển Đài Loan từ ngày 8 tháng 4. Theo Cơ quan An toàn Hàng hải tỉnh Phúc Kiến, Hàng loạt các bài diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của tàu chiến và máy bay chiến đấu sẽ được tổ chức tại khu vực biển ngoài khơi thành phố Phúc Châu. Đây được xem là động thái đáp trả của Bắc Kinh sau chuyến đi của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tới cho Mỹ trong những ngày qua. Trong những chặng đường dừng chân ở Mỹ, bà Thái Anh Văn đã có các cuộc hội kiến với nhiều quan chức cấp cao của Washington DC, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong một diễn biến liên quan. Nga nói Ukraine muốn thâm nhập vệ tinh làm gián đoạn thông tin liên lạc. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đã lên kế hoạch thâm nhập vào mạng lưới vệ tinh viễn thông của nước này. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm ngày mùng 5 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đang nỗ lực thâm nhập các vệ tinh viễn thông của nước này. Moscow khẳng định kế hoạch này của Kiev có thể nhận được sự trợ giúp từ một bên thứ ba. Kiev với sự hỗ trợ của các chuyên gia tới từ nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực xâm nhập và tác động tới mạng lưới vệ tinh viễn thông của chúng ta. Tuyên bố trên viết, tuy không đưa ra bằng chứng cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định kế hoạch của Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời cảnh báo Nga sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả thích đáng. Moscow cũng nhấn mạnh rằng Nga có đủ năng lực và phương tiện để thực hiện các biện pháp trả đũa này. Theo giới quan sát, nếu cáo buộc trên của Nga là sự thật, các hacker Ukraine có thể thâm nhập vào mạng lưới điều hành vệ tinh của Moscow và vô hiệu hóa chúng. Ngoài ra, hacker cũng có thể chiếm quyền điều khiển vệ tinh và đưa ra một số lệnh nhằm gây hỏng hóc vật lý. Chuyên gia quân sự Matri Kleker phát biểu hồi tháng 4 năm 2022 rằng cuộc xung đột nga và ukraine đã đánh dấu bước khởi đầu của kỷ nguyên chiến tranh vũ trụ nhất là trên phương diện cung cấp thông tin liên lạc trên chiến trường với nga mạng lưới vệ tinh viễn thông cũng như quân sự dày đặc đã giúp quân đội nước này chiếm ưu thế trên chiến trường nhờ khả năng thông tin liên lạc nhanh chóng và thông suốt các vệ tinh của nga cũng góp phần dẫn đường cho các vũ khí chính xác của quân đội nước này trong việc tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ ukraine Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, ngành công nghiệp vũ trụ của Nga hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thiếu linh kiện và phụ tùng nhập khẩu. Về phía Ukraine, nước này cũng nhận được kết nối vệ tinh vào cuối tháng 2 năm 2022 sau khi SpaceX, công ty của tỷ phú Mỹ Elon Musk vào cuộc và chuyển hàng chục nghìn bộ kết nối vệ tinh Stalin cho quân đội Ukraine. Kết nối Stalin cho phép Quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ bằng cách sử dụng hệ thống internet dựa trên vệ tinh kết nối với mạng lưới hàng nghìn tàu vũ trụ nhỏ vòng quanh trái đất ở quỹ đạo thấp. Các đơn vị Ukraine có thể duy trì liên lạc nhằm phối hợp tác chiến một cách nhanh chóng và bảo mật. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh trong khi đó dân thường Ukraine dùng Stalin để giữ liên lạc với thân nhân ở trong và ngoài nước. Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc và Campuchia kết thúc tập trận gồng vàng. Trung Quốc và Campuchia đã kết thúc hai tuần tập trận chung với nhiều nội dung phối hợp. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong cuộc tập trận gồng vàng năm 2023 từ ngày 23 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4, Quân đội Trung Quốc và Campuchia đã tiến hành một loạt nội dung tập trận từ phong tỏa và kiểm soát, giải cứu con tin, khử trùng dịch bệnh, ra phá bom mìn và gỡ bỏ chất nổ. Cuộc tập trận mới kết thúc trong tuần này là cuộc tập trận thứ năm giữa Trung Quốc và Campuchia, quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hợp tác truyền thống với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cuộc tập trận của hai nước bao gồm diễn tập hải quân ở vùng biển ngoài khơi Sihanouville một thành phố ở tây nam Campuchia trên vịnh Thái Lan. Các hoạt động của quân đội Trung Quốc đã bị hạn chế đáng kể trong thời kỳ bùng phát đại dịch Covid-19. Nhưng kể từ khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế Covid-19, các hoạt động giao lưu quân sự đã được nối lại với tốc độ nhanh chóng. Bên cạnh các nội dung tập trận điển hình nhằm nâng cao năng lực quân sự, cuộc tập trận lần này cũng bao gồm các kỹ năng mềm khi quân nhân của cả hai nước tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa bên lề như ca hát, khiêu vũ và thư pháp. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các hoạt động này có thể làm sâu so sắc thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, quân đội nước này cũng tặng tài liệu giáo dục và thuốc men cho các cộng đồng người Campuchia. Campuchia huy động khoảng 3.000 người tham gia tập trận, trong khi Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc điều động hơn 200 binh sĩ từ lực lượng hải quân, bộ binh và lực lượng hỗ trợ hậu cần chung